Hôm trước á, là Yến lướt thấy cái clip của chị Mỹ mình chiên cá điêu hồng trên lá chuối. Hôm nay mình thử với cá chê nha. Để coi có bị dính chảo và cá nó có giòn không nha mọi người. Cá chê vàng bây giờ là đa số là nuôi. Mình kiếm cá đồng khó lắm. Mình cạo rửa bóp với chanh muối. Hoặc nhà ai có phèn chua đó mình để vào cho nó sạch nhớ. Rồi mình nấu nước sôi đổ vào con cá trụng xương xương cái. Đảm bảo là sạch bon luôn á. À mấy bà kêu tôi điêu trà cơm bò cha trái cây quá chừng nè. Mà từ hồi hôm bữa khai trương tới tới bây giờ là chưa có điêu lại món này luôn á hẹn mấy bà là ngày mai chủ nhật quà thứ hai tôi điêu là 20 cho hai ngày này nha topping xịn sò vị chua chua ngọt ngọt tranh thủ tranh thủ nha cá chê chiên thì phải có nước mắm gừng mới đúng điệu ha gừng tỏi giả nhiễn yến không có dùng ớt trái mà ở nhà có ớt ghim sẵn thì mình để vô chút xíu ai ăn nhiều thì mình để nhiều một chút nha cuối cùng là để nước mắm và nước cốt tắc vào bây giờ thì mình đi chở cá nha cá không có dính vô chảo mà dính vô lá chuối chút xíu gỡ từ từ nó cũng ra đặc biệt là chỗ này nè yến thường chiên cá da trơn đó là nó đổ đùng đùng ớn lắm cái này là nó ít văn nha chở cá lại thì yến dùng cái lá chuối mới cá chiên trên lá chuối cũng ổn đó thử đi cho biết nha mấy bà hôm trước mua được một ít hẹ nước và năng ăn với mắm lóc chân còn dư hôm nay lấy ra ăn với cá chiên hẹ và năng này á nó không có mùi dĩ trơn á nhưng mà chấm kèm với cái nước chấm á là dính lắm quay chụp trên bàn cho nó đẹp đẹp dĩ chân chút là lôi xuống đất ăn không à. cho nó thoải mái lâu lâu ăn lại cá chiên á chấm nước mắm gừng kèm rau sống cái nữa không dừng lại ở đó đâu còn có ba khí á mắm lóc chân nữa rồi hiểu số phận cái nồi cơm này ha